Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Vicki Nguyễn. Hiện giờ mình đang ở cái chỗ cầu Chữ Thi câu cá, mà bữa nay lại có đặc biệt là có săn cá. Tới mùa sinh sản á, cá nó nổi lên bờ nè, theo luồng sóng á. Nãy đi qua chỗ kia mà không thấy, đi qua bên đây câu cá lại thấy. ảnh cho mình quay phim á, ảnh còn rọi pin cho mình nữa. Cá này mình thấy giống như cá xương xanh nhiều hơn, nó tròn tròn vậy, thịt nó ngọt lắm nhưng mà nó không có xương nó nhiều. Mọi người thông cảm nha, tại vì mình đang nói chuyện và em này nó nói chuyện với mình nữa nè. Ảnh ngồi ảnh hướng dẫn cho mình, ảnh nói là có bao nhiêu cá vậy đó, ảnh thuyết trình cho mình luôn mà mình không có tập trung được, thông cảm cho mọi người. Ở dưới nước cũng có nữa nè. Đi sâu ấy. How long have you been here? Like 1 hour. I went to the other beaches but I couldn't find any. I know. Just because you see a big ocean that goes and that's where our all the fish. Nhiều người quá hả? Bé này nói là gia đình tới đây cũng có tiếng đồng hồ rồi. Mà nãy mình đi qua bên chỗ kia, chỗ mà có tàu lượn cao tốc á. Hồi nãy bé nó nãy nhiều lắm, bây giờ ít lại rồi. À, ảnh mình đang thuyết trình, mình đang nói mà ảnh nói mình không biết đưa đường nào luôn á, mọi người thông cảm nha. Niềm nở quá. Ý ở cái này là bắt là phải có giấy phép nha mọi người, mà là nó lên theo luồng sóng nè. Giấy phép là khoảng 50 mấy đô một người á, nhưng mà trẻ em dưới 12 tuổi là được miễn phí. Ủa, nè mùa này là mùa sinh sản nên vậy cá lên nhiều. Ở đây là thấy ít á, có những năm kia là nhiều lắm. Lo bắt cũng vui á ha. Có tháng có năm á thì họ chỉ cho đi coi thôi chứ họ không có cho bắt. Mà bắt cái này có trẻ em á thì được lợi hơn. Thì một cái kêu lại gì, một cái thẻ phép á, giấy phép á, tới 50 mấy đô là nhiều khi đi không có. Mà cái này toàn là thường là 11 giờ đêm không à. Cá này mà về kho giống như kho tiêu, kho keo đó, cũng không có ngon bằng cái cách của người Miên người ta làm. Mình có quen với cái gì người Miên á, đi bắt về như vậy nè, vì hay nấu cho ăn, bỏ nghệ rồi mấy cái lá hương thảo á, ớt, ướp ngon lắm, ngon hơn cách mình kho tiêu nhiều. Tại vì cái vảy của nó cứng á, cái xương cũng cứng nữa, mà thịt nó lại ngọt. Mà cá chỉ giòn như đó thôi chứ không có to nhiều. Anh mình nói giống như đại khái là sai cá nục á, nhưng mà mình nói là cái thịt nó giống như là thịt cá xanh xương. Cá đục chứ, cá đục. Cái thịt nó ngọt như cá xanh xương. Xương cứng, vậy không cứng. Nãy giờ chắc cũng thưa rồi. Nãy bên chỗ kia có mấy nhóm đem xô rọi, mình cũng đi rọi theo cách nửa tiếng đồng hồ á mà không thấy, nên đi qua bên đây câu cá. Anh nói qua đây có thể có, tại có nhiều chỗ mà có bãi cát á là có à. Qua đây câu cá kéo thùng xuống thì nó sóng to chắc không có đâu. Ai về đi xuống cận cận á, lại thấy có người rọi đèn, anh nói xuống quay luôn, xuống coi không. Anh nhảy xuống anh coi. Mỗi lần sóng vô là cá nó vô theo á. Bé này nói nãy nửa tiếng trước á, khoảng nửa tiếng trước đây nè nó. Nửa tiếng trước á là có nhiều hơn. Bắt đầu nó thưa xong nó có lại. Anh mình đứng ông chờ đứng rồi trên cái bờ kè, ông chờ ông nói đây nhiều hơn bên kia. Thấy nãy giờ ta bắt cũng nhiều á. When there's little, I see like there's the little wrap, that means there are fishes. But if there's big waves, that means they come back. The waves are too strong. Bé nói là sóng nhỏ thì ít lắm mà sóng lớn thì nhiều. Ảnh cũng thuyết trình. Quá chừng luôn em. Ui nè, ba bé bắt nè. Vui ha. Sóng lớn, đúng cái nãy thì cũng để ý cũng thấy sóng lớn lùa vô nhiều hơn. Anh cũng nhiệt tình ghê chứ. It's okay, thank you. Nhiệt tình chứ sợ. Ở dưới đây nữa nè, cũng có nhiều. Anh mình cũng ngồi nè, chuẩn bị đi câu cá. Bên đây cũng có nè mọi người. Mà mình không có đi xa bao bển, tại mình chỉ đi coi thôi. Đại khái cho mọi người coi cái cách bên đây á. Ở trên mạng để là những con cá này chỉ có mé bờ biển Nam Cali, trải dài xuống với lại miền Bắc của Mỹ Tây Cơ thôi, Mexico thôi. Cũng có theo mùa. Năm nay thì khoảng tháng 2 tới tháng 3 có một đợt. Rồi tháng 8, tháng 9, tháng 10 cũng có đợt nữa. Nếu mà ai mà nghiện đi săn, đi tìm như vậy á, đi tìm cá như vậy á, thì thường lên trên mạng á, mình tìm hiểu cái mùa cá để đi. Mà giống như nãy mình cũng có nói là chỉ theo phải có kêu lấy gì ta, phải có giấy phép mới được bắt, mới được lấy về, còn không thì nếu mà bắt bị phạt cũng nặng á. Tại vì anh em mình anh mình nói là 50 đồng một vé mà nhiều khi đi không có hên xui á nên cũng phí, với lại nấu ăn không có ngon nên vậy không có mua. Không có mua giấy phép. Đi câu, thích đi câu cá nục à. Cái này để đi câu tham quan cho biết thôi. Cũng có nhiều người đứng tham quan nè. Có năm có mùa là họ chỉ cho tham quan thôi, họ không có cho bắt. Có năm hả là trắng hết cái biển luôn. Mình chỉ lấy thao, lấy rổ mình hốt thôi. Họ không có cho giăng lưới. Anh mình nói cũng có năm á, giăng lưới xong rồi không có lấy, bỏ là nó ô nhiễm môi trường rồi, với lại lưới họ không có đem về, họ bỏ rồi xong rồi mấy cái lưới đó, mấy con hải cẩu này kia đó nó bị dướng nên cũng nguy hại cho sức sống của những con cá khác, những loài cá khác, nên họ chỉ cho rổ, thao hoặc là bắt tay chứ không có cho kéo lưới, thả lưới giống như mình. nhảy à, đây nè. Vui á ha. Ủa nước biển đây lạnh lắm mọi người. Hồi nãy anh em mình bên phía kia đi mà mang dép mà đi trên cát không á, bàn chân á, lạnh tới cống luôn. Mẹ bé chỉ lên đây không cho xuống tại nó lạnh quá. Cát á, tơi cống luôn, xuống nước á, rồi lạnh lắm, chịu không nổi đâu. Ảnh cứ dạo rồi chứ cho mình quay nè, chứ thương không? Trừng như sợ. Ở mỗi đợt sóng lên là nó nhảy tăng rồi. Đi chụp đi bắt. Cưng á ha. Nhìn thấy cũng vui. Ở bên Mỹ này đi đâu cũng vậy đó. Có trẻ em là lợi nhiều, đủ đường hết. Đứng trước mặt mà không thấy. Ấy mẹ ta. Bắt không kịp luôn á. There's a lot. Wow, wait there. Nó thấy nó chết chớp à. Rồi pin, đèn pin mình nhỏ, mình phải cần 2 cái. Mình mới coi lại thông tin rồi. À, trên 16 tuổi mới cần có giấy phép, còn dưới 16 tuổi thì được miễn phí. Riêng loại cá này mình không có giấy phép á, thì mình chỉ được đứng coi chứ không được đụng, không được bắt, không được mang về. Còn mình có giấy phép á, thì mình chỉ được bắt bằng tay. Và mỗi người chỉ được đem về 30 con thôi. Sống ở đây nước á, nó xoáy á. Tắm biển cũng nguy hiểm. Nhiều quá. Bắt không kịp luôn mọi người. Vui ha. Tại mùa sinh sản á, nên nó đi theo cái luồng sóng. Oh, that's fast. Cái con đó nó chạy ngược lại nhanh dễ sợ luôn vậy. Sóng to là nhiều. Ở bên đây nữa nè. À, nãy giờ quay gia đình này không cũng có quá trình clip của đứa coi á. Anh hỏi đi chưa, nó chưa, để chút đang bắt, thấy người ta bắt cũng vui. Cái này ai lanh tay thì bắt nha, chứ không có kêu lại gì á, sắn bớt gì qua ai hết á. Thấy lanh tay lanh chân rồi bắt à. Con sợ con trai bị lạnh nên không có cho xuống nước. Anh nãy giờ anh thấy ba mẹ anh bắt cũng, anh cũng ham đó, nhưng mà anh không dám xuống. Anh nói lạnh, mẹ ba mẹ anh nói lạnh không cho xuống. Bên phía này nãy mình đi qua bên phía này là mọi người thấy người Á Châu nhiều lắm. Cái anh mình nói nãy giờ đứng quan sát cái nhóm này mới ra, cái nhóm cái người bằng áo đen này nè chứ áo xanh nè, bắt một mớ rồi cho cái nhóm này. Có nhiều người họ bắt cho con họ trải nghiệm cho vui á, thì họ cho hết rồi. Giống như kêu lại gì hoạt động mùa hè hả. Nhóm này mới ra để quay anh bạn này để nhớ kỷ niệm về ảnh. Dễ thương, đứng nói chuyện ha, quá chừng luôn nè. Ừ. chỉ cho bé này biết để nói với lại ba mẹ là đi qua khúc chỗ này nè nhiều lắm. Anh mình nói ngồi ở đây quan sát là thấy nhiều lắm đó. Sóng lên là có. Sóng giờ không. Sóng to. À. À, nó nhòi lên đấy. Cưng á, ảnh đứng anh nói chuyện, đang quay anh nói chuyện xong rồi ảnh biết sao ảnh ngưng xong anh chờ mình tắt máy xong ảnh mới nói, ảnh mới giải thích cho mình nghe. Tưởng mình không biết á, ảnh giải thích cho mình nghe đứng dễ thương. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh Vicki Nguyễn. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.